đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Chỉ tiêu nhỏ nhoi của VFF và huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik. Bởi hợp đồng gần 2 năm của tân huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik từ nay đến tháng 3 năm 2026, các đội tuyển Việt Nam đang hướng đến những mục tiêu nhẹ ký và chỉ quẩn quanh tại Đông Nam Á, hay có lần thứ 6 liên tiếp vượt qua vòng loại U23 châu Á. Ông thầy người Hàn Quốc Kim Sang-sik ban đầu chỉ được giao chỉ tiêu, đó là đưa tuyển Việt Nam vào đến bán kết của AFF 2024, thế nhưng sau đó lại nâng lên thành vô địch. Trong khi đó thì đội U23 quốc gia cần phải chơi tốt tại SEA Games 2025 và vòng loại châu Á. Thầy mới và những cái đích cũ. Sau khi nhờ được ông Hoàng Anh Tuấn tạm quyền để dẫn dắt U23 Việt Nam đá vòng chung kết U23 châu Á bị loại ở tứ kết, VFF bắt buộc phải có thầy thì mới có thể cầm quân các đội tuyển quốc gia cho AFF Cup và SEA Games. Gần như là cùng lúc VFF giới thiệu tân huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik, ông Hoàng Anh Tuấn thì cũng xin thôi đảm nhiệm huấn luyện các đội tuyển trẻ Việt Nam. Người yêu bóng đá Việt Nam thì có một chút tiếc nuối cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nếu như giúp cho đội U23 đi sâu hơn vào đến tứ kết. Có thể ông chính là chủ nhân của chiếc ghế nóng sau khi VFF đồng thuận chia tay ông Chusier. Vì suy cho đến cùng, 2 năm tiếp theo của thầy mới Kim Sang-sik, việc chinh phục các đỉnh cao Đông Nam Á của hai đội tuyển chỉ còn là bước đi cần phải đi, bởi nó không lột tả được đầy đủ tham vọng của bóng đá Việt Nam. Theo đó thì ông Kim sẽ giúp cho các học trò vô địch AFF Cup vào cuối năm 2024, nơi mà tuyển Việt Nam 2 lần vào chung kết và 1 lần dừng chân ở bán kết trong 3 mùa gần nhất. Huấn luyện viên trưởng Kalisto từng có ngôi vô địch năm 2008, đến lượt ông Park Hang-seo 10 năm sau đăng quang thêm lần nữa và các tuyển thủ Việt Nam thì chưa từng thua ở vòng đấu bảng kể từ năm 2014. Vì vậy, chỉ tiêu ban đầu của huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ cần đó là vào đến bán kết của AFF Cup bị xem là thụt lùi đã khiến cho VFF phải nâng lên mức bình thường, đó là ít nhất là phải vào chung kết và tính cửa vô địch. Không biết VFF có nghĩ đến viễn cảnh sẽ thay đổi nữa hay là không mà chưa có mục tiêu cụ thể cho đội U23 Việt Nam, khi mà chỉ cần thầy trò Kim Sang-sik chơi sao cho tốt ở các giải đấu trường quen thuộc là SEA Games và có 2 lần vô địch dưới thời của ông Park cũng như vượt qua vòng loại U23 châu Á lần thứ 6 liên tiếp. Niềm tin của huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik. Mấy ngày qua thì ông thầy người Hàn Quốc 48 tuổi đã lặn lội đến các sân bóng để xem các trận đấu ở V-League, đồng thời làm quen với những học trò cũ của tiền nhiệm Chusier lẫn Park Hang-seo. Ông Kim thì vẫn cần thêm thời gian nhiều để thuộc tên các cầu thủ Việt Nam cũng như tìm hiểu rõ hơn về học trò mới trước khi gọi họ lên tuyển và chọn lối chơi theo ông là phù hợp nhất. Cái khó của ông Kim đó là gần như chỉ có trong tay nhóm cầu thủ trẻ thua tại SEA Games năm ngoái, vào tứ kết giải U23 châu Á năm nay và lứa nòng cốt trên tuyển quốc gia, vừa có 2 lần bị Indonesia đánh bại. Thế cho nên là cơ hội cho thầy Hàn đòi lại một số ngôi số 1 Đông Nam Á từ tay Thái Lan, đòi nợ Indonesia, thậm chí là Malaysia qua việc đăng quang AFF Cup 2024 là không hề đơn giản. Rất may là với mục tiêu này, ông Kim lại lạc quan mình có thể làm tốt khi nhấn mạnh: "Tôi đã nghiên cứu bóng đá Đông Nam Á và cả Việt Nam trong nhiều năm qua. Tôi cũng đã thảo luận với các mục tiêu với VFF và tôi tin là mình có thể hoàn thành." Từng là học trò của ông Park Hang-seo những năm 2000 cùng với sự tham vấn của thầy cũ, ông Kim có dáng dấp của một nhà cầm quân thực dụng đáng tin cậy để khi đề cao sự trung thành và triết lý bóng đá không có cầu thủ nào chơi hơn đội bóng. Cùng với đó là khao khát giành chiến thắng trong mọi trận đấu, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik cũng hứa hẹn sẽ xây dựng rõ tâm hồn của đội tuyển và sẽ nâng cao tinh thần thi đấu của các học trò để chơi tốt tại Đông Nam Á lẫn lạt gặt hái được thành công trên đấu trường châu Á. Sự trở lại của huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung. Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đã bất ngờ trở lại dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Đây được xem như là một giải pháp của VFF trong bối cảnh như hiện tại. Từ cuối năm 2023, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã bày tỏ nguyện vọng được nghỉ hưu sau khi ông kết thúc hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ông Chung thậm chí đã tiến cử người thay thế sau khi rời chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam. Đây cũng là giai đoạn mà bóng đá nữ đang trong quá trình chuyển giao về mặt lực lượng. Do vậy mà sự thay đổi được xem như là cơ hội để có được sự đầu tư và nâng tầm cho bóng đá Việt Nam. Sau các giải đấu lớn như là World Cup hay ASEAN, bóng đá nữ Việt Nam đã rút ra được những bài học lớn. Đó không chỉ là câu chuyện về tầm vóc, thể chất hay thể trạng cầu thủ, mà là còn cả về vấn đề chuyển hướng đầu tư nhằm nâng tầm. Tuyển nữ Việt Nam cần đến những tư duy mới để có thể từng bước vượt khỏi ao làng Đông Nam Á.
Thế nhưng rồi huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đã bất ngờ tái xuất dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ngày 9 tháng 5 của năm 2024. VFF và ông Mai Đức Chung đã đạt được sự đồng thuận và thống nhất ký hợp đồng trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong bản hợp đồng có thời hạn từ ngày 9 tháng 5 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đã chia sẻ: "Đây là một niềm vinh dự đối với tôi, cũ nhưng lại thành mới khi trở thành tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam. Sau thời gian dài nghỉ ngơi, sức khỏe của tôi cũng đã hồi phục, xuất phát từ nhu cầu của bóng đá nữ nước nhà, của bóng đá nữ Việt Nam, tôi nhận được lời mời của VFF." Ngoài ra thì các đồng chí lãnh đạo của ban thường trực và các ủy viên VFF cũng như hội đồng huấn luyện viên quốc gia đã đồng ý tiếp tục để tôi quay trở lại làm nhiệm vụ huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam. Tôi rất trăn trở, mặc dù được nghỉ ngơi và thư giãn nhưng bên cạnh đó, những suy nghĩ về bóng đá nữ của nước nhà vẫn chưa thực sự như ý. Bên cạnh đó, điều kiện sức khỏe của tôi đã tốt lại nên tôi quyết định quay lại với đội tuyển nữ Việt Nam để tiếp tục làm nhiệm vụ. Sự trở lại của huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam có được sự ổn định trong giai đoạn sắp tới. Kế hoạch trẻ hóa lực lượng chuyển giao thế hệ sẽ tiếp tục được ông Chung thực hiện trong giai đoạn này. Năm 2024 sẽ là một giai đoạn chuẩn bị để đội tuyển nữ Việt Nam chinh phục được các giải đấu năm 2025. Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cho biết, năm nay thì đội tuyển không tham dự giải đấu quốc tế nào cả. Tuy vậy, đội vẫn sẽ có cuộc tập huấn tại nước ngoài vào tháng 7 hoặc tháng 8 sắp tới. Sau đó các cầu thủ sẽ quay lại thi đấu giải đấu trong nước, cũng như là đội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham dự giải C1 nữ châu Á. Đây là tiền đề để chúng ta có sự chuẩn bị thật tốt cho các mục tiêu quan trọng sẽ diễn ra mà ta có năm 2025, gồm có giải vô địch nữ Đông Nam Á, SEA Games 33, vòng loại Asian Cup nữ. Tôi cùng với ban huấn luyện sẽ tập trung cao độ nhất để hoàn thành tốt được nhiệm vụ. Trong quá trình là huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung đã cùng các học trò giành được 6 trên 8 huy chương SEA Games và đặc biệt đưa đội nữ vào vòng chung kết World Cup. Dù là trong những hoàn cảnh khó khăn như là khi đội thi đấu vòng chung kết nữ châu Á, đội hình bị Covid-19 gần hết nhưng thầy và trò đã nỗ lực vượt lên để giành được tấm vé đến vòng chung kết World Cup 2023. Những thành tích mà huấn luyện viên Mai Đức Chung đạt được cùng bóng đá Việt Nam nói chung, bóng đá nữ nói riêng rất ấn tượng. Cần phải ghi nhận những đóng góp của huấn luyện viên Mai Đức Chung, nhưng cũng từ đó để thấy rằng VFF đang chọn giải pháp ổn định tình hình trong giai đoạn hiện tại, khi mà lại không muốn có sự xáo trộn quá lớn ở đội tuyển nữ hiện tại. Nhưng có thể là sau nhiệm kỳ này, VFF sẽ cần phải có những tính toán cho chặng đường xa hơn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik đang khát tiền đạo giỏi. Sau một vòng đấu theo dõi các cầu thủ của V-League thi đấu thì dường như ông Kim Sang-sik vẫn đang chưa ưng ý với cái tên nào cho hàng công của tuyển Việt Nam. Thời gian thì không có nhiều nên ngay sau khi ra mắt, tân huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik lập tức đi soi dò các cầu thủ của V-League 2023-2024. Thuận lợi với chiến lược gia người Hàn Quốc, đó là ông nhận được sự hỗ trợ tối đa từ các bộ phận chức năng của VFF. Một lãnh đạo của VFF cho biết là ông Kim Sang-sik đang được VFF cung cấp một danh sách khoảng 50-60 người đang chơi tại V-League và hạng nhất. Từ đó mà chiến lược gia người Hàn Quốc lựa chọn khoảng một nửa trong số này cho đợt tập trung sắp tới của đội tuyển Việt Nam. Xét về cơ bản thì những cầu thủ được VFF và cả ông Kim Sang-sik khoanh vùng đều rất quen thuộc. Chỉ có một số nhân tố mới đang được đánh giá một cách kỹ càng. Gần như chắc chắn là huấn luyện viên 48 tuổi chưa thể tiến hành thay máu lực lượng ở đội tuyển Việt Nam trong hai trận đấu gặp Philippines và Iraq tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào tháng 6 tới đây. Lúc này, ông Kim đang có sự rà soát tổng thể và trực tiếp đánh giá những cầu thủ đang nằm trong kế hoạch sử dụng. Tuy nhiên thì chiến lược gia người Hàn Quốc dường như chưa lựa chọn được những gương mặt ưng ý, đặc biệt là ở hàng tiền đạo. Trong trận cầu đinh giữa Nam Định và Bình Dương tại vòng 17 của V-League 2023-2024, ông Kim Sang-sik là người dự khán. Cả hai đội đều sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, trong đó thì có những tiền đạo được đánh giá đẳng cấp hàng đầu Việt Nam hiện tại. Tuy nhiên, nhân vật chính của trận đấu lại là ngoại binh Rafelson, người lập cú hat-trick giúp cho Nam Định đánh bại Bình Dương 3-1. Bàn thắng còn lại giúp cho Vĩ Hào bên phía Bình Dương, nhưng đây không phải là trận đấu gây ấn tượng của Trần Sốt sinh năm 2003. Những tiền đạo được ông Kim Sang-sik dành sự quan tâm đặc biệt trận đấu này là Văn Toàn hay Tiến Linh, chỉ chơi rất tròn vai và nếu như không muốn nói là thất vọng với trường hợp của Tiến Linh. Cũng ở vòng đấu thứ 17, ông Kim dự khán trận derby giữa Hà Nội FC và Thời Công Viettel. Tại trận đấu này, hai bàn thắng được ghi do công của Hoàng Đức và Tiến Anh, một tiền vệ và một hậu vệ. Trong khi đó, tiền đạo Tuấn Hải hay Nhâm Mạnh Dũng
chơi mờ nhạt ở trận đấu này đều được thay ra sớm. Dù vậy thì để đánh giá phong độ cầu thủ sau một trận đấu là vội vàng, huấn luyện viên Kim hiểu điều này và càng biết cách làm thế nào để giúp cho các cầu thủ Việt Nam có được sự tự tin, động lực lớn nhất để thể hiện hết khả năng ở trên sân. Nói theo cách khác, cơ hội ghi điểm với các tiền đạo tuyển Việt Nam thì vẫn còn ở phía trước, nhưng với điều kiện bắt buộc là tất cả cần phải cải thiện được phong độ, khẳng định được vai trò để luôn sẵn sàng lên tuyển.